Chuỗi trận không thắng của thầy trò huấn luyện viên Didier Tolo đã lên tới con số 7 và hệ quả của nó là Pau FC tiếp tục đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng leader. Dù vậy, vẫn có chút ít tín hiệu tích cực được phát đi sau trận hòa 2 đều với Saint-Étienne, khi đây là trận đấu mà Pau FC ghi được nhiều bàn thắng nhất trong số 7 trận đã đấu. Nếu như một sai lầm đáng tiếc ở hàng thủ không xuất hiện ở cuối trận thì Pau FC thậm chí đã có được chiến thắng đầu tiên. Vấn đề mà Pau FC cần tập trung giải quyết ở thời điểm này là nâng cao chất lượng và hiệu quả lối chơi, khi huấn luyện viên Didier Tolo đã tìm ra được những nhân tố phù hợp nhất cho hàng công với hạt nhân là Henri Savet. Điều đáng tiếc là trọng bộ khung chính không có Quang Hải, khi tiền vệ người Việt Nam hầu như không để lại dấu ấn nào đáng kể và lần đầu tiên phải ngồi dự bị cả trận sau 6 trận được trao gội ra sân với thời gian thi đấu giảm dần. Thậm chí đã xuất hiện những lời kêu gọi Quang Hải trở lại V-League của các cổ động viên Việt Nam trên những diễn đàn mạng. Pau FC đã bị dồn vào chân tường, nhưng chút hy vọng đang được nhen nhóm trong chuyến làm khách trên sân của Lavan ở vòng 8. Đội bóng này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, mới thắng duy nhất một trận kể từ đầu giải và còn nhiều trận thua hơn Pau FC một trận. Ngoài ra, Lavan cũng nằm trong số các đội bóng có hàng thủ tệ nhất ở Ligue 2 giống như Pau FC với việc thủng lưới 13 bàn sau 7 trận. Huấn luyện viên Olivier Frappoli sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Ban do vừa nhận thẻ đỏ ở vòng trước và người thay thế sẽ là Diaz trong sơ đồ 3-5-2. Dù vậy, các trụ cột của Lavan gồm tiền vệ Ra, Faoui và bộ đôi tiền đạo Majotti, Nadi vẫn đang có phong độ khá tốt. Trung vệ Kouassi vắng mặt ở trận này khi đã nhận 3 thẻ vàng. Còn lại, huấn luyện viên Didier Tolo sẽ có đầy đủ các vị trí tốt nhất trên hàng công với Saive, Bernard, Yatara và kể cả tân binh Inuba cũng đã hòa nhập nhanh. Ở trận này, Quang Hải gần như không có cơ hội đá chính. Pau FC có được kết quả tốt hơn trong năm cuộc đối đầu với Lavan gần đây khi giành chiến thắng 3 trận và để thua 2 trận. Thống kê trong 5 trận, Pau FC ghi được 5 bàn và thủng lưới 4 lần trước đối thủ này. Lavan có phong độ đáng thất vọng khi vừa thua 3 trận liên tiếp sau khi có được một trận hòa và một trận thắng trước đó. 5 trận gần đây nhất, đội bóng này ghi được 6 bàn và để thủng lưới 11 lần. Pau FC là đội bóng duy nhất chưa giành được chiến thắng và nằm trong nhóm đội đã ghi được ít bàn thắng nhất ở Ligue 2. 5 trận gần nhất, Pau FC hòa 3, thua 2 và ghi được 5 bàn, thủng lưới 9 lần. Trận đấu này có tỷ lệ kèo Lavan chấp Pau FC 1/2. Sân nhà không hẳn đã là lợi thế của Lavan khi thầy trò huấn luyện viên Olivier Frappoli chưa giành được thắng lợi trong cả 3 trận được chơi trên sân nhà Francis Labazer kể từ đầu giải. Ngoài ra, về phong độ, thực tế cho thấy Pau FC đang chơi tốt dần lên và với tỷ lệ này, người chơi có thể đặt niềm tin vào đội khách. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu là 21/4. Khả năng ghi bàn của hai đội phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của các cá nhân. Bên phía Lavan là Nadi, còn bên phía Pau FC là Saivet, còn bên phía Pau FC là Saive. Vì lý do này, cả hai đội gặp rất nhiều khó khăn và hiệu suất ghi bàn rất thấp qua những trận đấu gần đây. Trận đấu khó có thể chạm mốc 3 bàn và lựa chọn xỉu sẽ hợp lý hơn. Dự đoán của báo thể thao văn hóa, Lavan và Pau FC hòa nhau với tỷ số 1 đều.